khiếp chưa, cá khiếp đảm chưa. Bữa nay mình đi mua cá là mình thả nha, ta tát hầm lên. Ở bên kia còn bắt được hôm qua cái đó trước đó hả? Dạ. Cá vui quá ha. Hôm nay mình thả cá phóng sinh mọi người. Cá lẩu kiến và cá chê. Đó à? Đó, dục cái thuốc nha mẹ ơi. Mất câu được không? Dạ, được không? Có lắm, què không? Thầy vô mất câu gì nào đâu mẹ. Chê cá thì cá lọc kiếm. Mình quay hôm nay mình quay qua. Chúng sanh tự quy y Phật. Chúng sanh tự quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh tự quy Pháp. Nên mình thả cá lau kiếm và thả không đọa bàn sanh. Chúng sanh tự quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh tự quy Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh tự quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng sanh tự quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh tự quy Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh tự quy Tăng không đọa bàn sanh. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đã quy y xong rồi đó, quý vị là có cái danh hiệu là Diệu Âm Như Lai khi sanh về Tây Phương, đồng mang một danh hiệu Diệu Âm Như Lai. Giờ chúng sanh đã quy y niệm Phật xong rồi sao xả bỏ báo thân này là quý vị là được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Vì Đức Phật có dạy là dầu tiêu phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một phiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ, nhất cuộc luân hồi. Kính mong các quý vị hãy xả bỏ thân cá này nghe. Rồi, rồi, gì đâu. Và chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng trang nghiêm Phật trần rồi hồi hướng cho cụ quyền các tổ ông bà. Chú ba qua đây nè, chú ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bác Hai, qua bản đi bác Hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quay ông cameraman này khá luôn. 1, 2, 3. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát.
hỏi các loài chúng sanh có năng duyên được phóng sanh ngày hôm nay, các quý vị cùng chúng tôi gặp nhau hôm nay là nhờ Phật pháp điện hầu nhận ánh tuần quang trong mười phương pháp giới, đặc biệt là nguyện thứ 18 của ngài là bất cứ chúng sanh nào khi nghe về ta, tin nguyện về đất nước của ta, khi bạn chung niệm danh hiệu ta, một đến mười niệm ta không đón về đất nước của ta, ta thề không thành Phật. Thưa các quý vị, chỉ có giảng sanh Tây phương cực lạc mới thật sự liều khổ được vui, chỉ có giảng sanh Tây phương cực lạc mới thật sự thoát khỏi sanh tử sanh sanh, chỉ có giảng sanh Tây phương cực lạc mới thật sự thoát khỏi luân hồi ma lục đạo. Bởi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã sáng biết rằng giảng sanh Tây phương cực lạc có nghĩa là thành Phật. Hôm nay các quý vị tuy đọa tam ác đạo nhưng vẫn có thể nắm bắt cơ duyên nghe kinh niệm Phật, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, lấy tâm yêu thương chân thành để hóa giải lòng oán hận sâu nặng. Đức Phật dạy nếu lấy quán báo quán thì quan quan tương báo không có hồi kết, chỉ có lấy ăn báo quán thì mới giải quyết tận gốc lòng oán hận sâu nặng. Bởi vậy kính mong các quý vị hãy cùng chúng tôi cùng nhau học Phật, cùng nhau dâng lời Phật dạy, đồng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật để hưởng cầu Đức Phật A Di Đà với lòng đại từ đại bi của ngài, cùng Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, cùng chư thánh chúng thượng tiền phóng nhau
quy đức phóng sanh này hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho ngũ quyền thất tổ ông bà cha mẹ anh chị em thân bằng quý thụ cùng ông đặng văn quán qua sớm giải cho ba chín mươi ba tuổi sớm giải hết quả tăng cho ta rồi chưa thôi. Clip mình quay là coi ai mà thấy hay là nhớ bấm chuông nha, đăng ký giùm ha, gặp mình nha, nhớ nha mọi người xem hay thì bấm chuông đặng đăng ký rồi thôi. Chào hết mọi người à, Nam Mô A Di Đà Phật. 14 nha mọi người, hôm qua mình thả mừng qua cái 14 ra bến đò cạnh dòng thả cá dê phi và cá lau kiếm trên dưới 600 kg.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Bạn có cổ bạn đó phải không? Chút có giường đẩy nhẹ tới. Rồi bữa nay mình thả là hai đợt cần ngăn mọi người. Hai đợt nghe qua nó thả trên 700 kg. Đấy, nổi 800 kg rồi đó. Ngày qua đây thả cá chê với cá chê với cá lau kiếm. Với ốc, gạo. Tổng cộng qua nay mình có cá chê nãy một xe thả hết rồi, còn lại qua này. Còn dưới còn nhiều lắm. Còn 30 kg rồi. Gần 70 kg rồi, hôm qua nay rồi gần 6 triệu rưỡi. Hôm nay là tiền này kia là 17 triệu rồi. Đợi rồi. 17 triệu. Có lỗi không? Không dễ gì. Không.